Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, cây chổi là một vật dụng không thể thiếu trong các gia đình người Việt. Người xưa có câu gì, nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm. Cây chổi sẽ giúp chúng ta quét dọn được cả căn nhà, loại bỏ những bụi bặm, những bụi bẩn và xua tan những khí xấu. Tuy nhiên thì cái loại đồ dùng này thì cũng có những cái ý nghĩa phong thủy riêng biệt mà không phải ai cũng biết về nó. Kính mời quý khán giả cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay và hãy lắng nghe về cái ý nghĩa phong thủy của cái vị trí đặt chổi quét nhà trong trong gia đình mình. Nếu gia chủ không chú ý thì nó rất có thể sẽ tiện tay quét hết tài lộc của quý vị ra khỏi nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tránh đặt chổi quét nhà ở những chỗ này để lộc khí phừng phừng, tiền nhét chật ví, gia chủ phát tài giàu to. Thứ nhất là không đặt chổi ở phòng khách. Thưa quý vị, phòng khách là cái không gian sinh hoạt chung và rất quan trọng của cả gia đình. Đồng thời nó cũng là nơi tiếp đón bạn bè, khách khứa để đón cái tài lộc, đón cái vượng khí cho cả gia đình. Theo các chuyên gia phong thủy thì cái việc đặt chổi quét nhà trong phòng khách ấy sẽ khiến cho những cái năng lượng xấu trong chiếc chổi nó phân tán ra cả phòng khách. Từ đó sức khỏe và cái tài vận của gia chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng và sẽ ngày một bị giảm sút. Thứ hai là không nên đặt chổi trong nhà vệ sinh. Thì nhiều người nghĩ rằng cái nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất trong nhà nên là có thể đem chổi đặt ở cái vị trí đó. Khiến cho chổi đã bẩn lại càng bẩn thêm. Cái khí xấu nó tích tụ ngày càng nhiều và khi chúng ta lấy chổi ra quét dọn nhà cửa thì cũng vô tình mang những cái luồng khí xấu đó nó bay đến khắp cái căn nhà của mình. Quét dọn nhà xong thì chẳng những không được sạch sẽ mà lại còn vô tình mang những cái khí bẩn nó tràn ngập khắp nơi, gây ra những cái hậu quả khôn lường khó có thể tưởng tượng được. Chính vì vậy đừng bao giờ mà đặt chổi quét nhà trong cái nhà vệ sinh. Có thể các bạn không biết cái điều này nhưng mà những gia đình về truyền thống Trung Hoa ấy, thì không bao giờ để chổi ở trong nhà. Theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu để người khác vào nhà mình ấy, mà thấy ngay cái cây chổi quét nhà hoặc là cây chổi lau nhà hay là bất cứ cái dụng cụ vệ sinh nào thì đó là điều cực kỳ xấu. Đặc biệt để chổi ở phòng ăn hay là phòng bếp cũng là một trong những cái điều đại kỵ, bởi nó sẽ quét sạch cái cơm gạo và cái nguồn sống của cả gia đình, cũng như là nó sẽ khiến cho cái tài lộc bị sa sút, vận trình gia chủ thì ngày càng đi xuống. Thứ ba là không đặt chổi ở cửa ra vào. Một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải là tiện tay cất chổi ở sau cái cánh cửa ra vào nhà mình để tiện cho việc là sử dụng. Cửa ra vào là cái nơi mà thu hút cái tài lộc, thu hút cái may mắn cho cả gia đình, nên không thể đặt một cái vật mang cái năng lượng xấu như vậy ở trước cửa nhà được. Thứ hai là cửa nhà không chỉ là cái nơi mà chúng ta đi ra đi vào hàng ngày, mà còn là cái nơi là cái đường dẫn khí từ ngoài vào trong và ngược lại. Thì trong thực tế, chổi dùng để quét dọn thường mang nhiều cái bụi bẩn, mang nhiều cái khí xấu. Còn trong phong thủy ấy, thì chổi tượng trưng cho các nguồn khí bẩn, uế khí. Nếu mà đặt chổi ở cửa ra vào ấy, sẽ mang những cái điều không may mắn đến cho gia chủ. Đôi khi còn mang đến cái bệnh tật cho cả gia đình cũng như là các thành viên trong nhà mình. Đặt chổi ở đây thì cái tài khí dễ bị tiêu tán, những cái may mắn, những cái tài lộc khó có thể là tích tụ lại được. Do đó chổi chỉ nên đặt ở những nơi kín đáo và không nên để lộ ra ngoài, ở những nơi mà nhiều người nhìn thấy. Thứ tư là không đặt chổi trong phòng ăn hay là phòng bếp. Để chổi trong phòng ăn hay là phòng bếp thì lại càng là một cái điều kiêng kỵ. Người xưa cũng cho rằng như thế sẽ quét sạch cơm áo gạo tiền, cũng như là cái nguồn sống của cả gia đình, khiến cho tài lộc bị sa sút và vận trình của gia chủ thì ngày càng đi xuống. Vì vậy người ta thường đặt chổi ở những cái nơi khuất cái tầm mắt của mình, ở phía sau nhà, để không bị ảnh hưởng đến cái phong thủy của ngôi nhà. Thứ năm là không đặt chổi trong bếp. Thì một vài gia đình có thói quen đặt chổi trong bếp. Như chúng ta đã biết ấy, bếp là đại diện cho gì? Cho nữ chủ nhân của gia đình, và nó là nơi mà đại diện cho cái hạnh phúc của gia đình. Và nếu đặt chổi ở trong bếp, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng về sức khỏe cũng như là cái hạnh phúc của cả gia đình đó. Không chỉ vậy, bếp cũng là một nơi mà để nấu thức ăn, còn chổi lại mang nhiều cái bụi bẩn, nhiều vi khuẩn, do đó nó cũng ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của cả gia đình. Thứ sáu là không nên giữ chổi cùn và chổi hỏng trong nhà. Chổi cùn hay chổi hỏng thì không chỉ chứa các nhiều vi khuẩn lây bệnh, nhiễm bệnh, mà nó còn gì tượng trưng cho cái sự nghèo nàn và sự thiếu sức sống. Nếu không muốn cái tình hình tài chính của gia đình mình ấy bị sơ sát như cái chiếc chổi cùn ấy, thì các bạn hãy loại bỏ những cái thứ này ngay ra khỏi nhà. Một chiếc chổi được chăm chút hoặc là thay thế thường xuyên sẽ góp phần tạo ra một ngôi nhà thực sự sạch sẽ. Đó cũng là điều tiên quyết khi bạn muốn mà đón cái vận khí và đón cái tài lộc vào nhà.
Thứ bảy là nên để chổi ở phía sau nhà hoặc là để phía ban công. Thì đây là hai cái vị trí thích hợp nhất để cất chổi quét nhà mà không ảnh hưởng đến cái phong thủy của ngôi nhà. Chổi quét nhà quét đi cái bụi bẩn nên bản thân nó cũng gì mang theo nhiều khí xấu, nên để sau nhà hoặc là ban công ấy, thì quý vị sẽ giảm bớt được cái ảnh hưởng của nó đến cái vận khí của cả ngôi nhà. Chổi quét nhà được đặt ở nơi kín đáo phía sau nhà còn có tác dụng là bảo vệ an toàn cho cả gia đình, giữ cho những kẻ quấy rối hay là kẻ xấu muốn nhòm ngó tài sản ở bên ngoài nhà sẽ không thể xâm nhập và làm hại những người trong gia đình bạn. Khi ấy thì một số người còn có quan niệm là đặt chổi sau nhà sẽ được thần chổi bảo vệ, giúp cho gia đình an tâm sinh sống và làm việc. Một lưu ý, theo người Trung Quốc ấy, thì ta không bao giờ sử dụng chổi để quét gì, quét ra ngoài ở phía trước cửa hàng. Người ta sẽ luôn quét vào trong, tức là quét từ cửa chính vào trong và để ra đằng sau, từ cửa chính sau vào dần dần bên trong nhà và gì và cửa sau cửa hàng nhà bạn. Điều này sẽ kéo theo cái may mắn đến đến cả năm. Ở trong thực tế, luôn luôn lưu ý rằng theo cái quan niệm truyền thống ấy, thì mặt trước của ngôi nhà là nơi mang cái may mắn vào nhà và mặt sau của ngôi nhà là đưa ra những điều xấu. Thưa quý vị, nhiều người vẫn thường nghĩ là đặt thùng rác ở đâu cũng được, miễn sao là thuận tiện và không quá khó coi. Thì tuy nhiên họ lại không biết rằng cái việc đặt thùng rác tùy tiện chính là nguyên nhân mà khiến cho họ nghèo nàn mãi. Thậm chí là trong phong thủy nhà ở ấy, thì thùng rác còn là một cái vật dụng chứa nhiều uế khí, nó ảnh hưởng không tốt đến cái sức khỏe, đến cái tài lộc cũng như là đến cái vận hạn của gia chủ. Vì vậy nếu mà đặt sai cái chỗ thì rất có thể cái thùng rác sẽ mang lại cái vận xấu cho cả gia đình gia chủ. Và sau đây là những vị trí không nên đặt thùng rác. Thứ nhất, để thùng rác ngay cạnh cửa chính là ngăn tài lộc vào nhà. Khi bạn để thùng rác ngay cái cửa chính của nhà mình ấy, sẽ khiến cho thần tài khó vào nhà. Bạn đừng bao giờ để những cái thứ không sạch sẽ, nó có tính sát khí như là rác thải trước cửa nhà. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vận may của cả gia đình đó. Cửa nhà chính là một trong những cái vị trí quan trọng để giúp thu hút cái vận khí, thu hút cái tài lộc vào nhà. Khi cửa nhà mà hợp phong thủy ấy, thì gia chủ sẽ được an yên. Và ngược lại, nếu mà những cái vật như thùng rác này, túi rác hoặc nó ở trước nhà hoặc là có một cái dãy rồng dòng sông bẩn chảy qua ấy, thì gì? Mọi thứ sẽ bị đảo lộn và không theo cái ý muốn. Công việc cũng như là cuộc sống của gia chủ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều trắc trở nếu mà phạm phải những cái lỗi phong thủy này. Thứ hai là để thùng rác bên cạnh bàn làm việc, nó gây ô nhiễm đến quý nhân. Ở trong phòng làm việc của gia đình tuyệt đối không nên để thùng rác ở gần cái bàn làm việc. Xét theo quan niệm phong thủy thì cả hai bên bàn làm việc thì đều là cái vị trí của Thanh Long và Bạch Hổ. Có nghĩa là vị trí của quý nhân, nếu mà đặt thùng rác ở cái vị trí đó thì sẽ không khác nào là làm ô nhiễm quý nhân, và đây là một trong những cái lỗi phong thủy mà người xưa khuyên là không nên đặt. Thứ ba là không nên đặt thùng rác ở hướng Tây Bắc, nó sẽ gây cản trở về tài lộc và vận khí của gia chủ. Thưa quý vị, cái hướng Tây Bắc được cho là một trong cái hướng đại diện cho gì cho sức khỏe và cho tài lộc của gia chủ. Nó là cái cung càn đúng không? Đại diện cho người trạch chủ của gia đình. Công danh và gia đạo của gia chủ thì đều phụ thuộc vào cái cung này. Thì nếu đặt thùng rác ở cái vị trí này thì gia chủ sẽ tự gì triệt đi cái đường công danh sự nghiệp của mình. Không những thế, từ đây gia chủ cũng sẽ bất lợi trong những cái chuyện đầu tư kinh doanh cũng như là việc làm ăn hay là hợp tác, cũng sẽ là những người luôn ở cái thế yếu. Từ đó sẽ dẫn đến chuyện hao tài tốn của mà không thu lại được bất kỳ cái lợi ích nào. Thứ tư là kiêng để cái thùng rác ở hướng Đông Bắc thì gia đình ly tán. Quý vị thân mến, cái hướng Đông Bắc được xem là hướng tuyệt đối không được đặt thùng rác. Bởi hướng này nó thể hiện cho cái hòa khí của gia đình. Nếu đặt thùng rác ở đây thì đảm bảo vợ chồng thì suốt ngày lục đục, con cái thì khó bảo, gia đình thì luôn trong cảnh là cơm không lành mà canh canh cũng chẳng ngọt, và dễ dẫn đến cái chuyện là vợ chồng ngoại tình, bồ bịch linh tinh. Thứ năm là để thùng rác theo hướng chính giữa hướng Tây Nam ấy, thì ảnh hưởng đến cái đường tình duyên. Thưa quý vị, cái hướng Tây Nam nó thuộc cung khôn của ngôi nhà, nó tượng trưng cho người phụ nữ lớn tuổi, đúng không? Tượng trưng như người bà, người mẹ. Thì nói chung trong phong thủy ấy, thì Tây Nam nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người phụ nữ còn độc thân hoặc là những người nữ trạch chủ lớn tuổi. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam cũng đại diện cho cái vị trí sự nghiệp của người mẹ, của người bà, nên là tuyệt đối tránh tránh xa những vị trí này ra, không nên đặt thùng rác. Do đó khi đặt cái thùng rác ở vị trí phía Tây Nam ấy, thì người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình rất dễ rơi vào cảnh là vợ chồng bất hòa và liên tục cái công việc nó gì nó không được tiến triển tốt. Còn người độc thân thì tình duyên sẽ lận đận và khó tìm được cái ý chung nhân. Tốt nhất cần phải tránh tuyệt đối không bao giờ được đặt thùng rác ở cái vị trí này. Những người có gia đình thì vợ chồng thường bất hòa, còn ai mà chưa kịp dạm ngõ thì tình duyên thường xuyên gặp trắc trở và gặp lục đục. Đó.
Thứ sáu là kiêng đặt thùng rác ở cạnh cầu thang gây ảnh hưởng đến số mệnh của cả gia đình. Để phong thủy thùng rác được tốt thì hai bên cầu thang thì không nên đặt thùng rác. Người xưa quan niệm rằng thì nhà có cầu thang là gì? Thường là nhà cao cửa rộng, giàu sang và phú quý. Hơn nữa, muốn mà tiến lên cao thì nhất định phải có cầu thang. Vậy nên chúng ta có thể coi cầu thang chính là quý nhân tương trợ. Nếu mà cạnh cầu thang xuất hiện thùng rác thì số mệnh sẽ bị phạm và sẽ bị ảnh hưởng của cái uế khí này mà không thể tiến lên cao được. Những gia đình như vậy thì gia chủ sẽ dễ không thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp, trên con đường thăng tiến sau này. Thứ bảy là đặt quá nhiều thùng rác trong nhà. Quý vị thân mến, đặt quá nhiều thùng rác trong nhà sẽ khiến cho uế khí từ cái thùng rác tích tụ lại thành cái sát khí và từ đây gây ra bệnh tật và gây ra những sự bất an dẫn đến hao tài tốn của trong cái gia đình. Vậy thì đặt thùng rác như thế nào là đúng phong thủy? Thùng rác là cái vật chứa nhiều uế khí, kém vệ sinh. Vậy nên thùng rác không nên đặt ở những cái vị trí quan trọng hay những cái vị trí tốt của ngôi nhà. Thứ nhất, phòng bếp và nhà vệ sinh. Thì phòng bếp và nhà vệ sinh là hai khu vực thích hợp nhất để đặt thùng rác. Do nhu cầu muốn thuận tiện hơn thì gia chủ có thể là bài trí thêm một cái thùng rác nhỏ trong phòng khách. Tốt nhất là cạnh cái chân bàn uống nước. Tuy nhiên thì cũng cần phải đảm bảo thùng rác được dọn dẹp thường xuyên và luôn đậy nắp. Thưa quý vị, thì trong phong thủy người ta vẫn có một câu lý luận như này, đúng không? Mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Có nghĩa là những thứ mà các bạn không nhìn thấy thì sẽ không tạo được những điểm xấu hoặc là gì, nó sẽ giảm bớt đi được cái phần nào. Vì vậy trong gia đình các bạn thì hãy đặt thùng rác ở những nơi khuất tầm mắt, hoặc là mua những cái loại thùng rác ở trông đẹp mắt, sẽ khiến cho chúng ta nhìn vào sẽ không nhận ra đó là thùng rác, thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái tài vận cũng như là cái hạnh phúc của gia đình. Thứ ba là số lượng thùng rác trong gia đình ấy, càng ít thì càng tốt. Thì nhiều người cho rằng đặt thùng rác ở nhiều nơi sẽ thuận tiện hơn và bảo vệ cái vệ sinh của cả căn nhà. Điều này cũng không sai. Tuy nhiên rất có thể cái sự tiện lợi này sẽ dần dần hình thành những uế khí và ảnh hưởng xấu đến cái vận khí của bạn cũng như là của những người xung quanh. Nếu rác bị trữ lại trong thùng quá lâu thì lưu ý là cái loại rác cho vào thùng ấy, nếu mà vứt cẩu thả hoặc rơi vãi xung quanh ấy, thì cũng là không tốt. Thứ tư là chọn những loại thùng rác có kích thước phù hợp, hợp lý và có nắp đậy. Ở trong phong thủy thì thùng rác cỡ nhỏ luôn có tốt hơn cỡ lớn, nhất là khi mà kết hợp với việc chọn thùng rác với cái số lượng mà của người dùng. Thì đối với thùng rác trong gia đình ấy, các bạn chọn lại kích thước vừa phải và thường xuyên đổ rác, chứ không nên chọn các loại thùng rác quá to, khiến cho thời gian lưu trữ rác lâu trong nhà thì cũng đó cũng là điều không tốt. Thùng rác trong nhà tốt nhất là nên có nắp đậy, vì nó sẽ ngăn chặn được cái mùi hôi của rác ra bên ngoài nhà ấy, thành uế khí và quẩn quanh trong không khí, trong không gian sống, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Còn đối với các loại rác như là bàn ghế, tủ, máy giặt v.v. đã hư hỏng ấy, hoặc là những cái đồ phế thải, cho dù bạn đã xử lý bằng cách là bán đi hay là tặng cho người khác, thì tốt nhất các bạn cũng nên xem và chọn những ngày tốt để các bạn đưa ra ngoài. Thưa quý vị, chổi quét nhà và thùng rác là một trong những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày để dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp phòng ốc. Bởi vậy, đó là cái đồ vật mà gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Do đó, quý vị và các bạn hãy lưu ý những cái vị trí phong thủy đặt cái chổi và đặt thùng rác như tôi đã vừa chia sẻ ở trên, để tránh được những cái rủi ro không đáng có, và đồng thời nó cũng sẽ thu hút cái vận may về tài lộc cũng như là mang phước lành đến với gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.